bố ạ. Biết rồi. Nguy hiểm quá, đầu xe còi thế mà chạy lung tung. Ngã tự ngã thôi nhưng nó nguy hiểm. Coi thế rồi mà còn lao ra chịu, còn điếc. Chẳng may nó va vào đầu xe mình oan ra chứ. Đúng không? Cứ lao vào đầu xe mình oan chết. Thấy chưa? Nè, lúc nào con mới nói đi. Nói cái gì? Để chờ đã, chưa ok ngay được. Để xe luôn, cái chỗ để xe bác quên đi bố. Đi bác về làm nào. Nhưng mà con đang bảo hoặc là để trên dốc. Đi nó đón mẹ luôn mà. Cắm đầu vào chứ. Ngồi im lại. Bật lại nhạc của ạ. Nhạc lại bật lại. Điện vẫn bật là sao? Đi trong nhà vẫn bật là sao? Đi bố để điện thôi. Bố còn bật lắm. Là bây giờ hai bố con mình về là cũng hết một tí rồi đấy. Vào trong nhà một tí nữa thôi là đi đón mẹ rồi.